nếu như chào đón tất cả các anh chị đến với chương trình đặc biệt mang tên ba 65 ngày liên tục tiến về phía trước và chúc cho tất cả các anh chị có một tuần mới một ngày mới với thật nhiều năng lượng và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hiểu về trái tim qua chủ đề vâng một chủ đề mà hồng lan tin chắc rằng chúng ta rất yêu thích đó chính là thành thơ xin mời các anh chị hãy comment chủ đề của ngày hôm nay thành thơ Vâng, và không để cho tất cả chúng ta phải đợi lâu hơn nữa, hôm nay sẽ bắt đầu chủ đề thành thơi ngay bây giờ. Không có con đường nào đưa tới sự thành thơi mà bản thân nó không phải là thành thơi. Số 1. Phương tiện cũng là mục đích. Người Việt Nam người Việt Nam nào đều quen thuộc với câu ca dao Rủ nhau đi cấy, đi cày, bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu, chữ phong lưu nghĩa là sự sung sướng, thoải mái, không phải lo toan bất kỳ điều gì nữa. Do ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ, với bấy nhiêu tiện nghi đã sở hữu, vẫn chưa đủ để hạnh phúc. Vì vậy, ta luôn cố gắng và nhắc nhở nhau, dáng cày bừa để tích góp thêm. Bây giờ dáng. Bây giờ đáng chịu cực khổ, rồi ngày mai sẽ được hưởng. Nhưng ngày mai ta sẽ hưởng cái gì? có kho thóc vàng thì ta sẽ ăn sung mặc sướng thật đấy. Nhưng liệu nó có đủ trang trải hết những nhu cầu về hạnh phúc của con người hay không? Nó có giải quyết được những nỗi cô đơn, buồn tủi, phản bội, tuyệt vọng hay không? Đó là chưa nói. Khi no ấm rồi, ta thường dễ xanh tật, dễ xanh tật, đua đòi hay mơ mộng đến những thứ hạnh phúc xa xôi hơn nữa. Cho nên, kho thóc vàng không hẳn sẽ giúp ta được phong lưu. Có biết bao kẻ đang đầy ắp tài sản mà chưa biết phong lưu là gì lúc nào họ cũng bận rộn căng thẳng đầy sợ hãi đôi khi ta thấy những đứa bé đang thả diều trên đồng cô thương nữ hái sen dưới đêm trăng hay bác nông phu trải lưới trên sông lại có thể tận hưởng khoảnh khắc đang trôi qua họ mới một đích thực là những kẻ phong lưu có lẽ vì họ luôn chấp nhận những gì mình đang có dù vẫn phân đấu để có cái ăn cái mặc nhưng họ không bao giờ để cho công việc lấn át sự sống quý giá hiện tại của họ. Thời gian và năng lực của họ chủ yếu là để sống thật sâu sắc, sống hài hòa và yêu thương nhau. Vì vậy, chỉ khi nào ta có nhu cầu quá lớn về tiện nghi vật chất thì ta mới cho rằng kho thóc vàng là mục đích chính của cuộc đời mình. Còn khi đã thấm thía nỗi đau của sự mất mát, chia lìa thì ta sẽ thấy rằng giây phút đầm ấm bên nhau mới thật sự là lẽ sống. Như hai câu ca dao sau sẽ khắc họa điều này. Trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Có chồng có vợ và cả con trâu, nhưng người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh bên nhau trong từng từng ngày gian khó. Như thế đã là điều kiện hạnh phúc rồi. là điều kiện của hạnh phúc rồi. Với họ, mỗi ngày trôi qua hay mỗi việc, mỗi việc làm đều là hạnh phúc, đều là lý do để sống. Họ không coi thường bất kỳ điều gì mà họ đang có để theo đuổi những thứ khác, nhất là những thứ mà họ chưa biết chắc. Có thể họ đã tin rằng phương tiện sống cũng là mục đích sống. Còn ta, ta luôn có những mục đích để đeo đuổi, đi xem cái kia là mục đích, ta lại quay lưng ngay với cái này, hoặc xem nó chỉ đóng vai trò phương tiện tạm thời để phục vụ cho mục đích lớn lao kia cũng như khi ta cần đi về điểm b để làm một việc gì đó thì điểm b sẽ trở thành đích tới của ta bây giờ chỉ có b mới là quan trọng nhưng nếu ta đang cần được thư giãn cần tập đi sau một tai nạn giao thông hoặc chỉ đơn giản muốn được đi như một thực sinh như một thực tại sinh động thì động tác bước đi chính là mục đích của tiến trình di chuyển ấy đi để mà đi chứ không phải đi để mà tới, không cần tới vì ta đang thưởng thức từng bước chân mầu nhiệm của mình và ngày mai có thể ta sẽ không đi được nữa. Được đi chẳng phải là hạnh phúc hay sao? Dường như ta chưa bao giờ thấy mình đang đi cả, ta chưa từng cảm nhận giá trị sâu sắc của một người còn có thể sử dụng đôi chân khỏe mạnh của mình, ta vẫn luôn đi trong thái độ hấp tấp vội vàng như bị ma đuổi như để nắm bắt thứ gì đó cực kỳ quan trọng mà nếu không có nó thì ta sẽ không thể sống được. Những gì có thể thực hiện ở điểm B tuy quan trọng nhưng không thể vì thế mà ta bỏ lỡ quãng đường đi tới B. Quãng đường tới B cũng quan trọng không kém gì điểm B vì cả hai đều có thể mang tới giá trị hạnh phúc. Cả hai đều vừa là phương tiện vừa là mục đích. Thứ hai, thành thơi bây giờ hoặc không bao giờ. Người ta vẫn thường nói với nhau an cư, lạc nghiệp, tức là cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất, kha khá thì mới có thể tạo dựng một cuộc sống hạnh phúc. Quan niệm này đã gạt gẫm không biết bao nhiêu lớp người mà ta vẫn còn thấy họ rất mực tin tưởng. Nhìn lại mà xem, ai ai cũng tranh thủ tích góp với hy vọng đời sống sẽ sung túc hơn. Nhưng thật kỳ lạ, càng có đầy đủ vật chất hơn thì người ta lại càng thấy thiếu thốn hơn. Vất vả lắm mới mua được căn nhà như ý, nhưng ta lại phải ở ngoài đường hay trong công sở suốt ngày. Thức ăn chất đầy tủ lạnh, nhưng ngày nào cũng ăn cơm tiệm. Áo quần không nhớ hết bao nhiêu bộ, nhưng ta vẫn hối hả tìm kiếm thêm khắp các cửa hiệu. Đó là chưa kể, khi có vài biến cố xảy ra, như là bệnh tật con cái hư hỏng, gia đình xào xáo, kẻ xấu quấy phá, thì tất cả những gì gọi là lạc nghiệp kia bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Không tìm thấy thành thơi ở trong hiện tại, ta lại gửi niềm tin về tương lai. Nhiều người lại cho rằng phải đợi đến về hưu, dù không muốn thành thơi nhưng cũng phải thành thơi. Với họ thành thơi tức là không có việc để làm. Nhưng sự thật, người nào đã bỏ lỡ cơ hội sống sâu sắc ở hiện tại, thì tương lai cũng chỉ là chuỗi ngày ngồi luyến tiếc quá khứ mà thôi không có những việc lớn để làm, họ lại cố gắng làm những việc vặt vãnh để thấy mình vẫn còn đang ở đó. Họ rất sợ phải ngồi không, cho nên chỉ có người nào chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối, không còn mong cầu thì mới có thể sống thành thơi ở mọi nơi. Cách đây chỉ vài thập niên thôi, người ta còn cho rằng biết sống thành thơi là một nghệ thuật sống. Bây giờ, nếu ta nói mình đang tận hưởng từng giây phút của hiện tại, không có gì quan trọng phải làm, thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn ta với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Phải luôn luôn nói rằng ta rất bận rộn thì ta mới là kẻ biết sống, mới có giá trị. Ở Mỹ, người ta không nói công ty đắt khách hàng, mà họ nói công ty rất bận rộn. Người trẻ còn muốn tăng thêm mức bận rộn, họ tự hào là bởi vì mình đang rất điên cuồng với công việc ở công ty. Và theo họ, nếu không điên cuồng tới, tức là họ đang bị ế ẩm. Thà điên cuồng mà có tiền xài cũng không sao. Chính vì nhận thức sai lầm giữa sự thỏa mãn cảm xúc với giá trị hạnh phúc chân thật, cho nên họ đã đảm họ đã đảo lộn giữa phương tiện và mục đích sống. Họ biến tất cả những giá trị mâu nhiệm của sự sống thành thứ phương tiện tầm thường để phục vụ cho những tham vọng to tát. Mà tham vọng thì có gì, có bao giờ là đủ. Cho nên, có thể nói thành thơi bây giờ hoặc không bao giờ, bởi nó không phải là vấn đề của thời gian, của không gian hay của những yếu tố bên ngoài. Nó thuộc về chính ta và chỉ có ta mà thôi. Trong một số truyền thống tâm linh, người ta luôn hướng tới sự tự do hoặc là giải thoát. Nghĩa là ta phải luôn luôn tìm mọi cách để vượt khỏi sự chống, khống chế ràng buộc của một đối tượng hay của một hoàn cảnh nào đó. Có khi phải xa lìa hẳn thế giới này mới được tự do hay là giải thoát. Cho nên dù đã chọn đời sống tinh thần, nhưng họ cũng không thể sống thoải mái, nhẹ nhàng và an ổn hơn bao nhiêu so với những người còn tranh đấu với cuộc sống. Trong tâm họ vẫn còn đầy dẫy những khắc khoải mong cầu, vẫn còn những lo toan bận rộn thường ngày, vẫn còn những bức xúc trước nghịch cảnh. Họ nhận danh lý tưởng, họ nhân danh lý tưởng cao cả mà vẫn chưa thực sự dừng lại được chấp nhận hiện tại một cách tuyệt đối thì làm sao có thể dẫn dắt kẻ khác đạt được bình yên ngay trong đời sống. Không thành công trong hiện tại, họ vẽ họ đặt ra tương lai những viễn cảnh cực kỳ hấp dẫn để dẫn dụ những kẻ non dạ yếu lòng. Vì lẽ đó mà chủ trương đi tìm thế giới tự do hay giải thoát đã trở thành xu hướng mạnh mẽ của những kẻ không định vị được mình trong cuộc sống. Khi nghe tin chứng khoán rất thê thảm, ta không hề sợ hãi hay lo lắng là tại vì ta không có đầu tư cổ phiếu khi kinh tế đột nhiên suy thoái trầm trọng mà ta vẫn có thể ăn no, ngủ yên, đó là vì ta không phải là những doanh nghiệp lớn. Khi đọc báo thấy người ta thắt cổ tự tử vì phá sản, ta thấy mình thật ung dung với đồng lương vừa đủ sống. Khi chứng kiến cảnh vợ chồng người khác ẩu đả nhau, rồi ra tòa, rồi kiện tụng, ta thấy mình may mắn và tự do bởi vì vẫn đang sống độc thân. Khi thấy những người nổi tiếng khổ sở, khi báo chí phanh phui đời tư, ta lại mỉm cười sung sướng bởi vì mình đã không bén duyên với hào quang danh vọng. Rõ ràng, khi ta không chạy theo những điều kiện hấp dẫn bên ngoài mà vẫn sống an ổn, thì đấy chính là ta sẽ không bao giờ bị khống chế hay ràng buộc. Không bị ràng buộc, tức là thành thơi. Thành thơi chỉ vì đứng ngoài những nghịch duyên như thế, thì sự thành thơi đó vẫn còn điều kiện, vẫn còn bị điều kiện hóa. Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, khi những điều kiện thuận lợi mà ta đang có bỗng tan biến đi, dù ta không bon chen với lối hưởng thụ cao cấp như những kẻ khác, nhưng ít nhiều ta vẫn cần liên hệ với mọi người, với xã hội, chỉ làm sao tránh khỏi những phản ứng cảm xúc qua lại. Dù ta có chạy trốn vào trốn thâm cung thâm sơn cùng cốc để không bị ngoại cảnh ràng buộc, thì liệu ta có bình thản an nhiên trước những bóng tối thèm khát trỗi dậy ở trong lòng hay những chuỗi kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ? Thành thơi vì không bị nghịch cảnh vây khốn thịt chưa ổn lắm đâu. Người nào có bản lĩnh đứng trước thành bại, được bất khen chê mà vẫn ung dung tự tại thì người đó mới đúng là đạt được sự thành thơ chân thật. Thiền sư Trần Nhân Tông ở thế kỷ 13 của Việt Nam đã từng cảnh tỉnh mọi người. Nhà đầy của báu, thôi tìm kiếm, trước cảnh không vương, ấy lẽ thiền. Gia trung hữu bảo, hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm, mạc vẫn thiền. Trong cư chân, cư trần lạc đạo. Đỉnh cao của công phu thiền tập chính là luyện cho mình, có được bản lĩnh bất động trước mọi hoàn cảnh, thuận cũng được, nghịch cũng được khi ta thấy những chất liệu bình an, hạnh phúc, thành thơ đều nằm trong chính mình thì ta không còn đòi hỏi gì nơi hoàn cảnh nữa. Ta không cần ở mã chốn thâm u vì ta có liên hệ mật thiết với người, với đời. Ta phải có mặt để chia sớt nỗi khổ và hiến tặng niềm vui cho người. Ta phải giúp mọi người tìm thấy giá trị thành thơi ở ngay trong thực tại. Đó mới đích thực là mục đích cao cả của đời người dĩ nhiên nếu ta chưa đủ giỏi chưa gạn lọc sạch hết những cáu bẩn phiền não thì sự thành thơi cũng sẽ có giới hạn sẽ có khi khi đầy sẽ có khi khi vơi nhưng bắt buộc ta phải đang đứng trên con đường thành thơi chứ không thể đứng trên con đường nào khác nghĩa là thành thơi phải luôn có mặt trong từng bước đi của ta chứ không phải nằm ở cuối con đường sự thật không có con đường nào đưa tới sự thành thơi mà bản thân nó không phải là thành thơi ngồi yên trong thành thơi, tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Và đây chính là toàn bộ nội dung của chủ đề thành thơi. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy rằng nếu như chúng ta cũng mong cầu, ước nguyện mình được thành thơi thì thực tế ở bài viết này, ở chủ đề này chúng ta đã đều khám phá ra được rất nhiều thứ và một điều nữa mà hồng lan vô cùng tâm đắc trong chủ đề này đấy chính là những câu chuyện được chia sẻ ngay từ những những trang đầu tiên những dòng đầu tiên không phải là chúng ta sẽ lựa chọn điểm B mới là cái điểm cuối cùng để mình có thể thành thơ mà trên hành trình mình đi tới điểm B cái quãng đường mình đi cái con đường mình đi cái xung cái bối cảnh xung quanh đó sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận rất rõ và có một điều mà tác giả minh niệm cũng nhắc chúng ta đó là từng bước chân của chúng ta đi thật sự đó là những bước chân màu nhiệm và khi mà mẹ của loan bị tai nạn phải thay toàn bộ khớp háng thì ngay khi ngay khi sau sau cái ca mổ đó sau cái cuộc đại phẫu đó chỉ khoảng độ 3 ngày thì bác sĩ yêu cầu đó là phải áp dụng vật lý trị liệu để bà có thể bước đi những bước đi đầu tiên phải nói rằng cái việc vừa với mổ xong sau 3 ngày chưa kịp phục hồi nhưng phải có một cái can thiệp đó chính là gì là vật lý trị liệu để có thể co chân duỗi chân từ trên giường bệnh và sau đó sau một ngày sau thì bắt đầu phải bước đi phải nói rằng đó là cái bước đi cực kỳ khó khăn vì chúng ta thấy cái đôi chân bình thường của chúng ta nếu mà đau nhất là chúng ta lại bước đi rất khó rồi huống chi là chúng ta phải can thiệp một cái cuộc đại phẫu để thay toàn bộ cái khớp háng thay vì là cái khớp tự nhiên mà bây giờ chúng ta phải sử dụng cái khớp nhân tạo thì nó chưa kịp thích nghi thích ứng với với cơ thể của mình nhưng bác sĩ vẫn yêu cầu một việc đó là gì đó là vẫn phải bước đi bởi vì sao bởi vì nếu mà không đi thì chưa thể biết được rằng cái khớp háng đó nó có nó có hoạt động đúng như là cái khớp háng bình thường tự nhiên của chúng ta hay không và cho nên là dù có đau đớn như thế nào đi chăng nữa thì mẹ của Lan vẫn phải tập tập bước đi như những em bé ấy tức là bước đi cái bước rất nhỏ thôi chậm chắc để có thể tập luyện và cái hành trình sau khi mà từ trên giường bệnh để có thể bước xuống bước xuống mặt đất mặt đất đây này để có thể bước đi thì mới thấy rằng được đi là một điều vô cùng hạnh phúc bởi bởi trước đó thì ông Lan cứ tưởng tượng ra ra một cái điều đó là mẹ mình suốt ngày chỉ cần phải nằm ở trên giường và sau đó là uh, không phải là sống đời thực vật nhưng mà bà không thể đi lại được nữa nhưng mà rất là may mắn sau khi có một cái cuộc đại phẫu đấy thì những bước đi đầu tiên cho đến bây giờ thì bà cũng có thể đi lại được và thật sự là trong câu chuyện này trong chủ đề về thành thơ thì hầu lại lại nhớ rằng cái việc mà tác giả nhấn mạnh như vậy sẽ giúp cho chúng ta biết được không phải là những người bệnh họ mới khao khát được đi mà chính bản thân chúng ta những đôi chân vẫn còn lành lặn như thế này chúng ta đi được muôn nơi đi thậm chí là đi cả thế giới luôn để khám phá thế giới luôn thì chắc chắn cái hành trình cái quãng đường cái con đường mà chúng ta đi nó hết sức là tuyệt vời và trong một cái giai đoạn tại sao mà chúng ta cứ phải chờ đến ví dụ như là cái đích của hồng loan và chức giang đó là cái ngày cuối cùng cái ngày 365 ngày ấy mới là cái ngày đích gọi là để chúng ta ăn mừng chiến thắng vân vân nhưng mà trên thực tế thì sao để có thể đi đến được 365 ngày những ngày cuối cùng của hành trình thì chúng ta vẫn có thể tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất vui vẻ nhất và chính nhờ những ngày 1, ngày 2, ngày 3 và đến bây giờ thì Hồng Lan cũng không mong muốn rằng là mình sẽ phải cứ đếm cứ đếm như vậy bởi Hồng Lan biết rằng chỉ cần một ngày thôi chúng ta đồng hành cùng với nhau đấy là một ngày hạnh phúc và nếu như có thể nó hơn 365 ngày thì sao? Cho nên cái điểm B của chúng ta nó là mục tiêu là đích đến thật sự nhưng hành trình quãng đường mà chúng ta đi đến điểm B mới đích thực là niềm vui và nó mang lại cho chúng ta những gọi là những cảm xúc những cảm xúc của giây phút hiện tại không phải chờ đến ngày mai không phải chờ đến ngày này ngày kia để chúng ta mới có được những cái thứ mà chúng ta mong cầu chỉ đơn giản ở giây phút hiện tại này thôi chúng ta đã cùng với nhau đi đến gần hết quãng đường của cuốn sách hiểu về trái tim và sẽ có rất nhiều cuốn sách khác sẽ được lên sóng để chúng ta biết được rằng hạnh phúc hạnh phúc nhất không phải là dừng lại ở một cuốn mà sẽ là rất nhiều cuốn và khi khám phá từng trang từng trang của một cuốn thì chúng ta thấy nó rất ý nghĩa và nó mang lại cho chúng ta nhiều giây phút hạnh phúc cảm xúc lâng lâng hoặc là khám phá ra được một điều gì đó chỉ đơn giản vậy thôi Việc phát triển bản thân không phải là việc cứ phải đi kinh doanh, cứ phải đi bán hàng, cứ phải đọc sách về tài chính, vân vân Mà chỉ cần có những quyển sách mà chúng ta thấy, càng đọc chúng ta càng nuôi dưỡng được cái tâm hồn của mình an yên trong chính thực tại. Thì đấy cũng là những cái quyển sách mà Loan tin. Hồng Lan tin rằng chúng ta sẽ khám phá nó mỗi ngày, mỗi giờ. Và thậm chí là Hồng Loan biết là tất cả các anh chị và các bạn còn đọc rất nhiều sách khác nhau nữa. Chứ không phải những quyển những cuốn những cuốn sách những quyển sách để nói về thiền định hay là tĩnh tâm hay là vân vân còn bây giờ chúng ta đi đến gần những trang cuối của hiểu về trái tim chúng ta sẽ biết được cái hành trình của cuốn sách với rất nhiều những chủ đề liên tiếp để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn trải nghiệm nhiều hơn và thấu tỏ nhiều hơn những điều mà tác giả gửi gắm và thông điệp của ngày hôm nay thì rất là đơn giản thôi tác giả cũng đưa đến cho chúng ta đó là gì đó là nếu mà chúng ta chưa giỏi chưa gạn lọc được hết những cáo bẩn phiền não của sự thành thơi thì chúng ta cũng không phải lo lắng về điều đấy bởi vì mọi thứ có khi đầy rồi lại có khi vơi nó đến nợ đi nó luôn luôn là một cái gì đó thuộc về quy luật tự nhiên nó rất đầy đủ đấy nhưng cũng ngày mai chúng ta cũng có thể mất hết nếu như hôm nay chúng ta vẫn có thể ngồi với nhau, chúng ta vẫn hiện hữu ở trong Zoom này, nhưng ngày mai chúng ta đâu biết được, ví dụ như là không, không có mạng này, hoặc là chúng ta không thể sử dụng Zoom được nữa, vân vân Tóm lại là mọi thứ nó đều tồn tại ở có và không, sinh ra và mất đi, vân vân Cho nên tất cả những điều mà chúng ta cứ quan trọng, quan niệm, nó chắc phải thế này, chắc phải thế kia, thì thực sự điều đó là không nên. Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị thấy chủ đề này cũng hấp dẫn giống như tất cả các chủ đề khác thì có thể comment cho Hồng Lan đó là thật nhiều con số 5555. Năm, 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 năm. Và bây giờ Hồng Lan rất mong muốn đó là các anh chị hãy cùng nhau hãy cùng nhau làm một việc đó là chia sẻ những điều mà chúng ta thấu tỏ hoặc là chúng ta có cảm nhận gì. Và xin mời chức sang cô gái cũng có cùng chiếc áo đỏ giống Hồng Lan. <laughs> à, em xin cảm ơn chị hồng loan và cảm ơn uh, tất cả chị em của chúng ta hãy gửi những trái tim và những bông hoa đã thắm để mà gửi lời cảm ơn đến uh, speaker uh, hồng loan đã gửi đến cho chúng ta một chủ đề ngày hôm nay một chủ đề rất là hay và rất là ý nghĩa đúng không ạ à? Đó chính là thạnh thơ và cho đến khi mà chị loan đọc đến cái đoạn những cái những cái ý cuối cùng của cái chủ đề ngày hôm nay á thì uh, uh, giang chợt nghĩ ra một cái điều mà giang nghĩ ra là chắc là tất cả ai cũng đã từng nghĩ đến rồi đúng không ạ? À? Đó chính là những cái điều này á, à, mình sẽ không chỉ đọc lại một lần mà mình sẽ đọc rất nhiều lần và mỗi lần mình sẽ có những cái cảm nhận hoàn toàn khác. Tại vì là cái cảm nhận, cái trải nghiệm về cuộc sống của mình nó khác thì gọi là cái à, cái tầm nhìn của mình à, nó khác thì cái cảm nhận của mình về từng cái lời cái từng cái 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 lời từng ý của tác giả nó sẽ hoàn toàn khác luôn và giang thú thật với tất cả các anh chị là trong buổi sáng ngày hôm nay là gian đã không chạy bộ mà giang đã à, ngấu nghiến rất là nhiều cái cái quyển sách tức là cái mục tiêu của mình là mỗi ngày là mình sẽ đọc ba quyển à, và đây là bí mật của mấy chị em mình thôi và không biết là ai sẽ xem à, cái buổi dung ngày hôm nay à, đầu tiên cái quyển sách đầu tiên của em là quyển này à vậy là mọi người có thấy hay không? tức là tại vì là à, mọi người dành nhiều thời gian để cho cái cái cái, cái công việc này á, thì sẽ đọc nó nhanh còn bản thân của giang thì giang có quá nhiều việc và để mà có thể là đọc hết tất cả thì giang bắt buộc là phải phân chia nó mỗi ngày đọc bao nhiêu thì đối với quyển này là mỗi ngày giang sẽ đọc một chương à, và trong quyển này thì giang cảm thấy nó quá là trùng khớp so với cái quyển hiểu về trái tim ngày hôm nay đó chính là sự giải thoát giải thoát và à, cái sự thảnh thơi á à, nên nhưng mà chị, chị em nào mà chưa chưa đọc cái quyển này thì hãy thử tìm mua nha à, nào trên shopee á rất là rẻ luôn nhưng mà nó cực kỳ hay à, và cái quyển thứ hai đó là quyển triều phú thức tỉnh triều phú thức tỉnh và nhân xin phép chị hồng loan à, cho em được đọc cái ý mà lúc nãy khi mà em đọc mà đến cái cái quyển này này à, thì em cảm thấy trời nó hay khủng khiếp luôn nhưng mà bởi vì là nó cái, 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 cái đoạn này nó hơi dài cho nên là mình sẽ không thể nào mà mình copy để mà mình đưa lên uh, facebook được nhưng mà khi đọc đến á, thì à, em nghĩ rằng là tất cả mọi người khi mà nghe á, sẽ cảm thấy vỡ òa luôn à, đây là lần thứ hai em đọc quyển này tại vì là thật sự à, không biết là chị lon và tất cả các anh chị như thế nào nhưng mà bản thân gia có những quyển sách mặc dù à, là nhiều người nói rất là hay nhưng mà không hiểu tại sao mình đọc mình không hiểu được mình không thể nào mình nuốt được luôn À, nhưng mà có những quyển sách mặc dù là nó dây còm luôn nhưng mà mình đọc một lần mình cảm thấy chưa đủ và mình muốn đọc nó lần thứ hai và mỗi lần đọc lại như vậy thì mình lại có một cái cảm nhận khác nhau về nó và mình cảm thấy rất là thú vị rất là hay luôn à, còn ví dụ một số quyển mình biết rằng là à nó phục vụ cho công việc của mình đã nhưng mà mình đọc mình không thể nào hiểu được luôn và mình buộc phải gác nó lại và mình nghĩ rằng là à chắc có thể là ở một cái giai đoạn nào đó mình sẽ hiểu được sau khi mà mình trải nghiệm á um, thì mình sẽ hiểu được nó còn bây giờ mình chưa trải qua mình không thể nào mà mình mình ngắm được những cái lời cái 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 cái, cái, cái gọi là những cái điều những cái thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm. Đó, còn trong cái quyển sách mà triệu phú Thức tỉnh này mình thấy nó hay nay vô cùng vô tận luôn. Nên là có một cái cái đoạn ở trong cái quyển sách mà ngày ngày hôm nay mình đọc ngày hôm nay là mình đọc lại lần hai mình trở lại vị trí cũ này trở lại trang đầu tiên của quyển sách luôn vậy thì giang sẽ xin phép à, chị hồng loan và các anh chị giang sẽ đọc một một đoạn à, lúc nãy giang đã đọc nha nó chỉ có một à, sáu trang thôi không có dài lắm đâu rồi bắt đầu nha một trận chiến kỳ lạ và đầy mâu thuẫn đang bùng nổ trong đầu bàn à, mọi người hãy cùng cùng theo cái chuỗi của giang nha một trận chiến kỳ lạ và đầy mâu thuẫn đang bùng nổ trong đầu bạn. Bạn đang ở tuyến đầu trong một trận chiến, bàn đôi bàn tay đầy những vết phòng rộp, bạn đang cầm một khẩu súng, bạn điên cuồng nã súng liên hồi vào một màn sương mờ mịt. Bạn không thể thấy gì sau màn xương ấy, nhưng kẻ thù đang ở đó, nguy hiểm và đáng sợ như một con chà dại chực chờ tấn công bạn. Thỉnh thoảng bạn lại nhìn thấy bóng dáng của một thứ gì đó trong màn xương, một hình ảnh mờ ảo không rõ hình thù gì. Bạn muốn thuyết phục bản thân rằng đó là một khuôn mặt, một dáng người, một thân cây, nhưng bạn chẳng thể biết chẳng thể biết được điều gì ngoài sự thật là trận chiến đang diễn ra. Bạn có thể cảm nhận trận chiến này rõ ràng như một gã khổng lồ đứng lù lù trước mặt và kẻ thù hẳn cũng là một gã khổng lồ. Nhưng điều duy nhất bạn biết về kẻ thù đó là hắn đang được màn xương che phủ. Màn xương không bao giờ biến mất bạn cố gắng kiên trì thì màng xương lại càng kiên trì hơn gấp bội không chịu biến đi ở hai bên trái và phải bạn nhìn thấy những hàng người dài ha, ai cũng phá những hành động và thái độ giống bạn một vài người hét lên đài dặn dữ rằng à, đai và nẻ súng vô tội vạ về phía màng xương một vài người chỉ đơn giản là tiếp tục bắn súng giáng vĩa kiên trì đài cam chịu họ có vẻ không phải là chiến binh dày dặn kinh nghiệm cũng chẳng phải là chiến binh chiến binh lính chẳng phải là binh lính chuyên nghiệp tất cả chỉ là những người bình thường ai cũng tót ra vẻ mệt nhòi bạn mệt mỏi xương cốt rã rời tâm hồn cũng rều rẽ những vết chai sàn chen chằng trên tay bạn từng sớ chỉ trên quần áo bạn đẹp lắm lem đầy bụi đầy bụi vai bạn căng cứng về gồ về gồ lệch lên dáng điều của một người luôn phải ôm khư khư khẩu súng <laughs> khẩu súng trường vậy là không một ai dám nghỉ ngơi kẻ thù vẫn ở đó trận chiến là cái thật cái giá phải trả là cực kỳ lớn và tất cả những gì bạn biết về tất cả những gì bạn biết chỉ có thể bạn không nhớ nổi trận chiến này đã bắt đầu từ khi nào bạn không nhớ nổi hình thù của kẻ thù ra sao bạn không nhớ nổi lần cuối cùng mình được nghỉ ngơi là lúc nào lòng bạn đầy hoài nghi nhưng niềm tin sâu sắc của bạn chưa bao giờ thay đổi bạn không dung túng cho những hoài nghi đó bạn đang chiến đấu với những điều tốt đẹp bạn đang chiến đấu cho lẽ phải bạn đang chiến đấu cho sự tồn tại của chính mình và đó là tất cả những gì bạn nhớ được bạn cứ cố sống cố chết bám những điều ấy bạn phải thành thật và luôn cố gắng và bạn vẫn đang làm đúng như vậy bạn dừng lại trong một khoảnh khắc và khép khép mắt nghỉ ngơi và khi ấy bạn cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên vai mình đáng lẽ sự bất ngờ ấy sẽ làm bạn giặt mình nhưng cái chạm dừa nhẹ ấy lại quá đội ăn cần và vô hại hãy đi với tôi có một thứ bạn cần phải xem giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ vang lên cô ấy mặc trang phục đơn giản không mệt mỏi không mang vũ khí nhưng khi nhìn vào bàn tay thần của cô ấy bạn nhận ra những vết chai sàn nhưng những vết chai ấy khác với vết chai sàn của bạn chúng đã mềm đi nhiều ở cô ấy tỏ ra một điều gì đó thật cuốn hút cô ấy trông có vẻ tốt, một người tốt, điềm tĩnh và trầm ổn. dáng điều của cô ấy rất vững vàng nhưng cũng rất nhưng cũng thật dịu dàng. Vì sao cô ấy xuất hiện ở đây? Bạn lắc đầu. Bạn không thể từ bỏ lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Bạn không thể rời khỏi vị trí của mình trong trận chiến. Nhưng bạn đã đứng dậy. Bạn đặt vũ khí xuống, bước ra khỏi hầm chiến đấu và im lặng đi theo. Những đồng đội quay nhìn bạn với ánh mắt đầy hằn học. Cơ thể bạn vẫn cảm thấy rung lên từ dư chắn của những đợt nẻ súng đôi tay bạn cảm thấy khó chịu và ngượng nhiều vì chẳng còn cầm vũ khí nữa cảm giác tội lỗi và giận dữ dồn lên mặt bạn còn dồn lên mặt còn máu chảy dồn xuống chân của bạn bạn cảm thấy mình là kẻ phản bội một tên đào ngủ nhưng cô ấy cứ bước đi và bạn cứ theo sau các cơ bắp của bạn căng cứng đầu gối như muốn kiều xuống bạn cảm thấy không khỏe bạn không nhớ nổi mình đã bước đi được bao lâu nhưng cô ấy cứ tiếp tục đi và bạn tiếp tục theo sau khi bạn bước đi qua những người đồng đội đang chiến đấu cực lực trong trận chiến, bạn nhận ra một điều mình chưa từng biết đến trước đây. Chúng ta không phải là binh lính, bạn tự nhủ với chính mình, chúng ta không phải là binh lính. Bạn cứ chìm đắm trong dòng suy tư của chính mình và rồi bạn nhận ra mình đã đi đến đòn giao giữa hai chiến tuyến. Người dẫn đường của bạn giờ đây đã leo qua khỏi hàng rào ngăn cách và bắt đầu bước đi không hề sợ hãi. Vì sao chúng ta lại đi về phía của kẻ thù? Những cơn đau và sự tò mò trong bạn giờ đây đã biến thành sự bối rối và sợ hãi. Nhưng bạn không dừng lại. Nỗi sợ hãi lan tỏa theo từng mạch máu trong cơ thể, chảy lên gò, hai gò má bạn. Bạn cảm thấy chóng váng nhưng bạn không nói gì cả. Bạn sợ đến mức hóa đá nhưng bạn vẫn cứ bước tiếp. Người phụ nữ này đang dẫn bạn đến đâu? và khi đó người phụ nữ dừng lại cô ấy chỉ vào một ngọn đồi nhỏ ở phía bên phải của bạn và ra hiệu cho bạn đi đến đó với bàn tay rộng mở bạn im lặng trèo lên ngọn đồi lần này bạn là người đi trước cô ấy đi bên cạnh bạn về một cách thoải mái thong dong đi chậm rãi theo từng bước chân mệt mỏi của bạn một cảm giác tử tế đầy thông cảm ở trên đỉnh ngọn đồi bạn nhìn ra xung quanh và bạn nhìn thấy nó chiến trường nhưng nó không giống như những gì bạn đã tưởng tượng ở phía bên phải bạn thấy những tia sáng lóe lên từ hầm súng hướng vào màn sương mù nhưng đó là những viên đạn bắn ra từ khẩu súng trên tay các đồng đội của bạn họ đang nã súng điên cuồng trong tuyệt vọng ở phía bên phải cuối cùng bạn cũng thấy những điều ẩn giấu sau màn sương và chẳng có gì đó chẳng có gì ở đó cả không có kẻ thù nào không có cỗ máy chiến đấu khổng lồ nào không có con quái vật nào đáng sợ chỉ có một rừng tay nhỏ đang ngạc lái những cơn mưa đạn bán vô tội vạ không mục đích bạn vô thức thở hắt ra sự ngạc nhiên thoát khỏi lòng ngực bạn trước cảnh tượng đang được bày ra trước mắt từng thớ cơ trong cơ thể của bạn co giật đầy thản thốt đôi mắt bạn mở to và nén chặt đầy khẩn trương vào hốc mắt của bạn chẳng có gì ở đó cả bạn nắm lái bàn tay của người phụ nữ một cách gấp gáp và siết chặt với sự bối rối không tả xiết bạn muốn hét to lên nhưng những gì thoát ra khỏi cổ họng của tôi chỉ là những tiếng thì thầm rượu rạ thật ra chúng tôi đang chiến đấu vì thứ gì cô ấy quay đầu về phía bạn đôi mắt ánh lên sự tử tế và cô ấy nói vì sự mê đắm với tiền bạc không biết là tất cả các chị cảm nhận như thế nào khi mà gia đọc cái nội dung đây nhưng mà phải nói rằng là mình quá là xúc động luôn quá là hay đúng không ạ à? uhm. Vậy rất là dễ bị xúc động à, cho nên là xin phép pha à, 30 giây <laughs> À, phải nói rằng là giáo phải học cách uh, kiểm soát cảm xúc bởi vì là khi mà mình xúc động mình không kiểm soát được Thật vô ạ chàng sẽ uống một viên nước. À, giang ông biết là khi mà gian đọc cái đoạn này thì chị ông long và tất cả các chị cảm nhận như thế nào nhưng mà bà Tân gia khi mà mình nghĩ đến cái cái chủ đề ngày hôm nay là thành thơ ạ xem không kiểm soát được thì đó hoặc là hoặc là ngại quá đi Khi mà nghe Cái chủ đề thảnh thơi Và khi mà em Khi mà trước đó em đã đọc đến Cái cái bài đầu tiên này em cảm thấy Tỉnh táo hẳn ra luôn Tức là à, uh, Bản thân em á Vậy em nghĩ rằng là không không có quá ít người đó Rất là đông Rất là đông những chiến binh Ở trong, ở trong câu chuyện này <laughs> và mình đang đang lao vào một cái trận chiến mà nó vô nghĩa đúng không ạ mình hãy súng liên tục vào một cái màn xương mờ nhưng mà ở trong cái màn xương đó không có gì cả em xin lỗi bởi vì là em không nói được Đây, em em nghĩ là chắc là mình sẽ đánh mấy cái đoạn này lại để mấy em gửi vào à um, em xin phép quán nhiều dây rồi nhưng mà cái cảm xúc của em á đó là mình chưa thật sự thành thôi, mà mình đã bị cái cái gọi là cái trận chiến mà gọi là cái sự mê đắm về tiền bạc nó đã lo kéo mình và mình nó làm cho mình không không biết nói gì nữa vâng chúng ta hãy cổ vũ cho speaker trước giang phải nói rằng đây là một cái đoạn sau khi mà càng ngấm càng thấu thì nó chạm đến cái tầng sâu nhất của mỗi con người đó là sự thổn thức những cái cảm xúc ở bên trong và chắc chắn một điều rằng chủ đề ngày hôm nay sẽ chạm đến rất nhiều rất nhiều những anh chị bởi chúng ta đang bộn bề với rất nhiều thứ phải lao đi tìm kiếm những điều này điều kia nhưng không bao giờ tìm cho mình một góc yên ổn nhất, bình an nhất. Và chỉ khi tìm đến những điều tuyệt vời từ những cuốn sách, nó chạm đến cho tất cả chúng ta và giúp cho chúng ta có được một sự. Thứ nhất, đó là tỉnh thức nhiều hơn. Thứ hai nữa, đó là chúng ta sẽ gọi là sáng não hơn. Và thứ ba là chúng ta có những hành động để chúng ta kiểm soát được những gì chúng ta đang hành động. Và buổi sáng ngày hôm nay thì